khu vực của Phường Quang Đức để chúng ta check in danh sách khách mời. Và ngoài ra xin mời các anh chị chúng ta cầm thư mời của mình tiến về khu vực cổng. Anh chưa bao giờ mà dự đoán cái mình sẽ doanh thu được bao nhiêu đâu. Lê Hải cố gắng hết sức mình để làm sao có được cái bộ phim tốt nhất có thể để gửi đến khán giả. Còn mà doanh thu thì chỉ mong về vốn, còn lời thì mọi người thương cho nhiều hướng nhiều. Bên em có 9 phần, không biết lọc mặt mình sẽ có bao nhiêu phần anh ha? Chọn được bên em là 10 phần. Thì Lý Hải ước mong một điều đó là có khi nào mà Lý Hải đủ khả năng, đủ sức khỏe để có thể làm 10 phần phim lật mặt. Tại sao mình lại chọn thời điểm này để công chiếu phim, không phải là thời điểm hot như Đột Bố Già hay là bộ phim Gái Già Lắm Chiêu vậy anh? Khi một bộ phim được ra rạp thì nó sẽ phụ thuộc vào cái nhất là nhà phát hành. Nhà phát hành sẽ cho cái lịch mình để mà mình ra. Và cái nhất cái hai nữa là phim người ta ra thì mình cố gắng là mình phải kiếm một cái điểm nào an toàn, chứ tất cả bộ phim dồn vô một cục thì nó bị chia khán giả. Anh ơi, bộ phim của mình đã có xuất chiếu sớm, đã cháy vé một số điểm rạp rồi. Thì anh nghĩ là mong là bộ phim của mình nó sẽ xoán ngôi vị trí là quán quân của phòng chiếu rạp anh ha. Tại vì cái này là Bố Già là quán quân đó. Anh nghĩ là phim Bố Già là một cái hiện tượng điện ảnh Việt Nam mình. Rất lâu mới sẽ có một bộ phim đạt doanh thu như thế. Còn riêng với Hải Quỳ 4 là được hay? Sao bộ phim lần mặt này anh không có gia đình ra chứng lần 6 không anh? Lần 16 xong kịch bản hết rồi ạ. Hè bấm máy tiếp. Trời ơi, nếu mà anh ước anh suy nghĩ xem nếu có doanh thu của mình, ví dụ như là trong sản xuất phim có khó khăn gì, anh chia sẻ chút xíu cho khán giả hiểu được cái sự khó khăn của anh. Khó khăn thì rất là nhiều, và Lý Hải cũng chia sẻ nhiều mấy cái đoạn behind the scene hậu kỳ trước ở trên mấy cái trang báo chí và mạng rồi. Thì đây là một bộ phim được đầu tư nhiều nhất của dòng phim Lật Mặt, và là bộ phim quay cực nhất, khổ nhất và nguy hiểm nhất. Anh có muốn mong muốn đứa con lật mặt của mình như nào anh? Tất nhiên là con mình là phải xinh xắn và đẹp rồi, nhưng mà nó đẹp như thế nào, nó hay như thế nào phải chờ người ngoài đánh giá là đúng nhất. Dạ đúng rồi, khán giả sẽ có cái nhìn khách quan, nhưng mà anh có muốn gửi lời thông điệp gì đến mà sau khi khán giả đến bộ phim Lật Mặt của anh? Tất cả những phần phim Lật Mặt của Lê Hải đều cài cắm cái thông điệp gia đình ở trong đó. Và phần năm này cũng vậy, khi mà xem phim của Lê Hải dù là thể loại phim gì đi chăng nữa thì yếu tố gia đình luôn luôn là đứng đầu. Cảm ơn nhiều, cảm ơn nha thôi nha.